Rồi, em chào mọi người. Bồn 5.000 lít nhựa đứng của Hồng Dao. Bên em bắt đầu đi giao cho khách này hơi bị xa. Cái này ở lớp vò Đồng Tháp lận. Một em bồn đã được lên trên xe rồi. Còn một bạn bồn này ở dưới chuẩn bị đưa lên luôn. Ai mình ở các tỉnh thì mình cũng có thể đặt hàng để bên em ghép hàng và giao cho mọi người nha. Bên em sắp xếp đủ hàng, bên em sẽ giao cho mọi người. Bồn ở kho, bồn cũ, bồn mới còn rất chi là nhiều mọi người ạ. Bồn nhựa, bồn inox có hết nha. Thời gian trước thì không có xe đi. Thời gian này bên công ty sắm được chiếc xe nhỏ nhỏ rồi thì có thể là ghép hàng giao cho mọi người mình được nha. Ai thì mua hàng hàng nhỏ, số lượng ít, 1-2 cái thì mình cứ đặt hàng lên đơn. Bên em gom đủ chuyến, bên em sẽ đi giao cho mọi người mình nha. Ở các tỉnh miền Tây, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, các tỉnh phía Nam là đi được hết luôn mọi người. Tài xế chịu khó đi một chút, phục vụ tận nơi cho khách hàng mình thì sẽ được giá rẻ, bồn tốt. Cái bồn là 5.000 lít này bên em đang bán với giá 8.500.000. Bồn mới được bảo hành 15 năm. Ai mình cần sử dụng thì cứ vui lòng liên hệ đặt hàng theo số điện thoại 0939 636 360. Số này có Zalo để mình liên hệ trực tiếp, coi hình ảnh trực tiếp khi mình cần mua bồn nha. Ngoài những cái bồn lớn thì có những cái bồn nhỏ nữa mọi người ha. Ở tại kho thì có những cái chân bồn rất chi là cao, to, khổng lồ. Nhưng mà chân này ai mình cần thì cũng có thể vận chuyển cho mình. Mỗi tội là vận chuyển nó hơi cực, nó hơi nặng á. Chân này cao 2,5-3 mét ạ. Chân này của cái bồn 3 khối là đặt vừa. Xe này đi chắc được khoảng hơn 2 cái là đầy xe rồi. Giờ ai đặt cái bồn nhỏ thì ghép thêm mình thôi, còn hai bồn lớn nó muốn chặt xe luôn mọi người. Rồi mọi người mình nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước hơn nha. Ngoài cái dịch vụ bên em trao đổi bồn cũ mới, mọi người mua bồn nước mới ở bên em thì cũng được hàng chính hãng và giá thì hữu nghị. Bên em bán được uy tín và bán để cho khách hàng mình khỏi mất công tìm chỗ khác thôi. Khi mà gọi đến bên em mà không có bồn cũ, bên em sẽ giới thiệu bồn mới, giá cũng rất phải chăng và hàng chất lượng. Thì mọi người mình cứ yên tâm dùng ha. Bồn nước, máy nước nóng năng lượng mặt trời, có thợ hàn sửa bồn nước, thợ lắp đặt bồn nước, có thợ lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời. Bên em cung cấp cả máy nước nóng năng lượng mặt trời mới và cũ luôn. Những cái máy cũ là bên em thâu về được nó còn tốt á, bên em sẽ bán lại cho mọi người mình xài, bảo hành cho mọi người bình thường, bao lắp đặt luôn nên mình cứ yên tâm mình xài thoải mái. Em chào mọi người nha, tạm biệt mọi người. Mình hãy nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước hơn. Những cái bồn nước bên em giao đi cho khách này, những cái bồn nước bên em thu về này sẽ được đưa lên kênh YouTube này để mọi người mình cùng theo dõi. Nếu mình thấy nhu cầu của mình cần cái bồn nước như thế nào thì mình đặt hàng, bên em sẽ sắp xe, sắp hàng để giao cho mọi người ha. Bồn sắp được lên xe rồi. Chào mọi người, tạm biệt mọi người nha. Hãy nhớ đăng ký kênh. Chúc mọi người một buổi trưa an lành, hạnh phúc. Xe của bên em tiếp tục đi tiếp đây ạ.